vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Ngọc Trâm cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BYN TV 57.3. Sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được trong ngày. Kính thưa quý vị, mở đầu với một bản tin về tình hình tài chính ở Hy Lạp. Nhân viên ngân hàng Hy Lạp xuống đường biểu tình. Tin từ Athens, nhân viên ngân hàng quốc danh Hellenic Post và ETE Bank đã bất chấp khí nóng tại trung tâm thủ đô Athens, rời văn phòng xuống đường biểu tình phản đối chương trình tư hữu hóa của chính phủ. Nhân viên của hai ngân hàng đã tuần hành tới trụ sở Bộ Tài chánh, hô to những khẩu hiệu nói rằng chính phủ hiện giờ sẽ khó tồn tại trong vòng thời gian một tháng sắp tới. Những tên gian ác bộ tam, các nhà ngân hàng phải lập tức rời khỏi Hy Lạp. Chính phủ Liên hiệp ba đảng cầm quyền đang định bán ngân hàng Hellenic Post sau khi ngân hàng tư nhân Greek Piraeus đồng ý mua các loại tài sản tốt của ngân hàng quốc danh ATE Bank và những tài sản xấu của ngân hàng này sẽ được thanh lý. Nhân viên ngân hàng ATE Bank đã xuống đường từ ngày quyết định được công bố. Ngân hàng Piraeus hứa hẹn sẽ không sa thải nhân viên, nhưng nhân viên nói rằng cho dù không bị sa thải, lương của họ cũng sẽ bị giảm. Bà Jenny Danico làm việc cho ATE Bank nói rằng trên căn bản là chính phủ đang bán nước. Ông Thimios Glamis và Tổng thư ký nghiệp đoàn công nhân Hellenic Post nói rằng nhân viên sẽ tiếp tục biểu tình cho tới khi nào chính phủ rút lại kế hoạch tư hữu hóa. Hy Lạp đang ở trong tình trạng bị áp lực phải củng cố các ngân hàng để các ngân hàng trong nước có thể tiếp tục hoạt động. Nhiều nguồn tin cho biết Liên Âu đã áp lực Hy Lạp đóng cửa một số ngân hàng. Thưa quý vị, về tình hình chiến sự ở Afghanistan. Tấn công tự sát làm 3 binh sĩ NATO bị thiệt mạng, tin từ Qna. Ít nhất 3 binh sĩ của lực lượng NATO và một thường dân Afghanistan đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát tại Asadabad vào ngày hôm nay. Hai thường dân khác cũng đã bị thương và đã được đưa tới bệnh viện Asadabad, thủ phủ tỉnh miền đông Qna. Trong một bản thông báo, NATO cho biết 3 binh sĩ của họ đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công của phiến quân tại miền đông Afghanistan, nhưng không đưa ra thêm chi tiết nào về vụ việc hay quốc tịch của các nạn nhân. Bạo lực đã tăng mạnh trên toàn Afghanistan kể từ khi Taliban bắt đầu cuộc tiến công mùa hè hàng năm vào tháng 4. Chúng tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh và chính phủ Afghanistan, cũng như 130.000 binh sĩ nước ngoài đang đóng ở nước này. Afghanistan đang trải qua tình trạng bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi chính quyền Taliban bị lực lượng Afghanistan được Hoa Kỳ hậu thuẫn, lật đổ hơn một thập niên trước. Mặc dù các cuộc tấn công của phiến quân gần đây vẫn tăng, nhưng hôm nay Liên Hiệp Quốc cho biết số thường dân bị thiệt mạng tại Afghanistan đã giảm 15% trong 6 tháng đầu năm nay. Và số liệu cho thấy 1.145 thường dân đã bị thiệt mạng từ ngày 1 tháng 1 tới ngày 30 tháng 6, cùng với 1.954 thường dân bị thương, giảm 15% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Khoảng 1/3 số người bị chết hay bị thương là phụ nữ và trẻ em. Kính thưa quý vị, Hội ứng xã quốc tế đưa ra các bằng chứng vi phạm công pháp quốc tế tại Syria, tin tổng hợp thế giới. Hội ứng xã quốc tế tiếp tục kêu gọi chính phủ Syria phải ngưng lập tức các kế hoạch quân sự tấn công vào thành phố Aleppo. Nhiều hình ảnh được chụp từ vệ tinh quốc tế được đưa ra làm bằng chứng các đợt pháo kích mãnh liệt từ không quân và đại bác hạng nặng, từ quân đội rót vào thành phố Aleppo, nơi lực lượng vũ trang tự do đang tự vệ một cách yếu ớt. Viên chức đặc trách về nhân quyền và ứng xã quốc tế tại khu vực Trung Đông, ông Sanjeev Berry nói rằng, đây là những hình ảnh chứng minh chính phủ Syria đang tiến hành một chiến dịch quân sự trên một địa bàn rộng lớn tại trung tâm thành phố Aleppo và vùng phụ cận, với mục tiêu nhanh chóng càn quét và tiêu diệt thành phần bị cho là khủng bố và phá hoại. Hội ứng xã quốc tế kêu gọi cả hai phía đều phải ngừng các cuộc giao tranh quân sự ngay lập tức vì con số dân chúng vô tội bị tử vong tiếp tục tăng nhanh trong 3 ngày đầu tuần. Trả lời trước cơ quan thông tấn xã Reuters, ông Berry nói thêm, nếu các cuộc giao tranh cứ tiếp diễn tại Syria, cả hai phía quân đội chính phủ và lực lượng vũ trang tự do Syria đều là tội phạm chiến tranh, giết hại thường dân Syria vô tội và sẽ bị tố cáo tại cơ quan ICC, nơi xét xử các tội phạm chiến tranh. Ông Berry đưa ra các bằng chứng, hình ảnh được chụp từ vệ tinh quốc tế liên tục từ ngày 23 tháng 7 tới ngày 1 tháng 8 tại thành phố Aleppo và vùng phụ cận, đã gánh chịu hơn 600 quả bom hạng nặng rót vào thành phố. Thị trấn Annadin bị thiệt hại nặng nề nhất. Hội ứng xã quốc tế khẩn khoản kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải có hành động can thiệp quân sự hoặc gia tăng áp lực ngoại giao nhằm chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh quân sự đẫm máu tại khu vực Aleppo, giết hại thường dân vô tội Syria.
Thông tấn xã Reuters tường thuật tại chỗ, trước khi dân quân rút ra khỏi khu vực chiếm đóng trong thành phố, đã hủy hoại toàn bộ các biệt thự và văn phòng làm việc của chính phủ. Thưa quý vị, một bản tin khác về tình hình kinh tế ở Anh Quốc. Thống đốc Ngân hàng Anh Quốc bày tỏ lo ngại đối với nền kinh tế, tin từ London. Thống đốc Mervyn King của Ngân hàng Anh Quốc nói rằng nền kinh tế Anh chỉ phát triển chút ít trong năm nay nhưng sẽ bị cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro ảnh hưởng nhiều hơn sự tiên liệu. Mở họp báo trong sáng nay, ông King nói rằng lạm phát đã giảm, ảnh hưởng từ bên ngoài giảm, áp lực giá nội địa giảm và sản xuất đang dần hồi phục. Tuy nhiên, con thuyền kinh tế Anh Quốc đang đi trên sóng và bão tố đang đổ tới từ khu vực đồng euro. Ông King nói thêm rằng, chính phủ giảm chi tiêu, ảnh hưởng từ khu vực đồng euro, khí hậu xấu, những ngày nghỉ trong tháng 6 là những yếu tố làm sản lượng đệ nhị tam cá nguyệt giảm, nhưng ảnh hưởng sẽ không giảm trong đệ tam tam cá nguyệt. Nền kinh tế Anh chưa phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và nhiều người Anh lo ngại chính sách giảm chi tăng thuế hiện nay của chính phủ sẽ làm cho nền kinh tế suy thoái trở lại. Ông King nói thêm rằng, không giống như các lực sĩ Olympic đã làm cho người Anh hân hoan trong những ngày qua, nền kinh tế Anh chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tinh thần của đội tuyển Anh cho thấy sự đoàn kết có thể đáp ứng được nguyện vọng. Sự đoàn kết của người dân Anh sẽ đưa quốc gia thoát khỏi khó khăn trong những năm sắp tới. Ngân hàng Anh Quốc đã tiếp tục mua lại tài sản từ tháng trước, chương trình 50 tỷ bảng nhằm bơm thêm tiền vào nền kinh tế và ngăn chặn không để cho giá mượn tiền của Anh tăng lên. Chính phủ Anh hy vọng Olympic London sẽ giúp cho sự phát triển kinh tế, nhưng nhiều nhà phân tích nói rằng sau khi dùng hết số tiền chi dùng để xây cất các cơ sở Olympic, nền kinh tế Anh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Quay trở lại tin tức về những người tị nạn Syria tại Zaatari. Thưa quý vị, đại sứ các nước Ả Rập viếng thăm trại tị nạn Zaatari, tin từ Zaatari. Phái đoàn đại sứ các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập đã tới viếng trại tị nạn Zaatari và Ngoại trưởng Nasser Judeh tuyên bố người tị nạn tại đây sẽ được đưa tới nơi khác trong những ngày sắp đến. Ngoại trưởng nói rằng thiết lập lều tị nạn trong khu vực bụi bặm và gió sa mạc không phải là ý kiến hay. Đặc biệt là trong thời gian nóng bức của mùa hè, ông ta nghĩ thế giới sẽ thấy rõ tình trạng khắc nghiệt tại đây là trại tị nạn Zaatari sẽ sớm đóng cửa. Nhiều nước Ả Rập cho biết đã đưa những đoàn xe cứu trợ qua Jordan. Morocco đã cung cấp một bệnh viện dã chiến và các nước Ả Rập khác đã hứa hẹn đóng góp tài chính để giúp cho Jordan là nước đang gặp khó khăn. Đại diện cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Jordan là ông Andrew Harper nói rằng trại tị nạn Zaatari đang cố gắng giúp đỡ tối đa cho người tị nạn Syria tiếp tục qua Jordan. Sau mỗi đêm, nhân viên cao ủy phải dựng thêm lều và chưa biết lúc nào làn sóng tị nạn sẽ chấm dứt. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc và chính phủ Jordan đang cùng làm việc trong chương trình đưa 3.500 người tị nạn trong trại Zaatari tới một nơi khác, có điều kiện tạm sống tốt hơn. Trại Zaatari là một trong những trại tị nạn được thiết lập dọc đường biên giới 86 cây số giữa Jordan và Syria. Trại được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc điều hành với sự trợ giúp của các cơ quan thiện nguyện địa phương. Hiện giờ, trại Zaatari có thể chứa 10.000 người, nhưng Tổ chức Di dân Quốc tế hay IOM hy vọng có thể mở rộng để đón nhận 150.000 người nếu bạo động ở Syria tạo nên làn sóng tị nạn ồ ạt. Thưa quý vị, tướng Kuheyev lên đài truyền hình để chứng tỏ ông ta còn sống, tin từ Moscow. Tướng Vladimir Kuheyev đã xuất hiện trên đài truyền hình Yevda, trông khỏe mạnh và lên tiếng bác bỏ tin tức ông ta đã bị dân quân Syria giết chết. Nói rằng ông ta đang sống tốt đẹp ở Moscow, đầy đủ sức khỏe, tin tức ngụy tạo không chỉ là sự khiêu khích đối với cá nhân ông ta, mà cũng là một sự khiêu khích đối với Nga. Một nhóm dân quân tuyên bố đã bắn chết tướng Vladimir Petrovich Kuheyev đang làm cố vấn cho Bộ Quốc phòng Syria trong cuộc hành quân tại vùng ngoại ô Ghouta của thủ đô Damascus. Qua khúc video, dân quân gửi cho hãng thông tấn xã Reuters có bản sao thẻ căn cước của Kuheyev cho quân đội Syria cung cấp. Cách viết tên khác nhau trong các bản tin có thể là do việc dịch sai từ chữ Ả Rập qua tiếng Anh, cũng có thể do Kuheyev là một người khác. Ông Kuheyev không cho biết ông ta có từng ở Syria hay không. Nhưng cơ quan thông tấn Interfax nói rằng ông ta đã làm cố vấn cho Bộ Quốc phòng Syria trước khi trở thành một viên tướng trù bị trong năm 2010 và sống ở Moscow. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một bản tuyên bố nói rằng tung tin ông Kuheyev chết là một sự lừa mị trắng trợn. Theo ước tính, đang có hàng trăm cố vấn Nga đang làm việc ở Syria. Nga là một trong vài nước trên thế giới tiếp tục hậu thuẫn cho chế độ sát nhân Bashar al-Assad.
Thưa quý vị, một tin khác cũng từ Moscow, nhà tỷ phú Medvedev được giảm án tù. Nhà phân tích chính trị Maria Lipman của trung tâm Carnegie Moscow nói rằng, việc trả tự do cho ông Platon Medvedev là người hợp tác với nhà cụ tỷ phú dầu lửa Mikhail Khodorkovsky sẽ không cải thiện hình ảnh nền tư pháp nước Nga. Một tòa án Nga đã tuyên bố giảm cho ông Medvedev 3 năm tù. Theo quyết định, ông Medvedev, 55 tuổi, sẽ được trả tự do vào tháng 3 năm 2013, nếu quyết định này của tòa không bị cơ quan công tố kháng cáo. Bà Maria Lipman nói với báo chí rằng, trả tự do sớm cho ông Medvedev không giúp cải thiện hình ảnh nền tư pháp Nga vì vụ án đã bị xét xử không công minh ngay từ lúc bắt đầu. Ông Medvedev bị tuyên bố 13 năm tù vì bị truy tố các tội đánh cắp nhiều tỷ Mỹ Kim và tội rửa tiền. Ông Khodorkovsky và Medvedev bị truy tố sau khi bất hòa với ông Putin lúc bấy giờ đang làm tổng thống Nga. Quyết định của tòa án ngày hôm nay sẽ không ảnh hưởng tới bản án 13 năm tù của ông Khodorkovsky vì ông này không kháng án. Trước khi chuyển đến quý vị phần tin kinh tế thế giới, sau đây là bản tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa, hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 8 năm 2012. Kính thưa quý vị, chỉ số Dow Jones hôm nay tăng 7.04 điểm, đóng ở mức 13.175.64. Chỉ số Nasdaq giảm 4.61 điểm, đóng ở mức 3.011.25. Và chỉ số S&P tăng 0.87 điểm, đóng ở mức 1.402.22. Giá dầu thô hôm nay có giá 93.35 Mỹ Kim một thùng, giá vàng 1.612 Mỹ Kim một ounce và tỷ giá hối đoái 1 Mỹ Kim đổi được 20.845 Việt Nam đồng. Vừa rồi là phần tin thế giới, Ngọc Trâm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những phần tin lần sau. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và nhiều hạnh phúc. Quý vị đừng rời màn hình sau vài thông tin quảng cáo, thì Nga sẽ trở lại trong phần tin kinh tế thế giới.